những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với bản tin lúc 15 giờ. Ngự Bình và Kiều Tiên xin kính chào quý vị thính giả đang đến với bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 15 phút trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tayninhtv.vn. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Châu Thành họp mặt hữu nghị với các huyện giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Đoàn liên bộ các giáo sứ thăm và chúc Tết Công an Tây Ninh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Italy kêu gọi EU thay đổi chính sách nông nghiệp. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 2, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn 23, mùa khô năm 2023-2024. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515, cùng đại diện Ban chỉ đạo 515 quân khu 7. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Đức Trong, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, trưởng Ban tổ chức lễ viếng. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh Tây Ninh, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân huyện Tân Biên. Ngày 9 tháng 11 năm 2023, hai đội K-70 và K-71 xuất quân sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Qua 78 ngày thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn, hai đội đã tìm kiếm, cất bốc được 125 hài cốt liệt sĩ đưa về nước. Thưa quý vị, trong không khí vui tươi, ấm áp mừng xuân mới, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024, huyện Châu Thành tổ chức họp mặt mừng xuân mới với các đại biểu các quận, xã, các đồn có chung đường biên giới. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa huyện Châu Thành với ba huyện Romihes, Romdun và Sveitheat thuộc tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, ổn định. Tình đoàn kết hữu nghị láng giềng giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia trên tuyến biên giới ngày càng vững chắc và phát triển tốt đẹp. Hai bên đã duy trì tốt việc trao đổi các thông tin có liên quan đến bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ cột mốc trên khu vực biên giới. Vì vậy, thời gian qua trên khu vực biên giới luôn ổn định. Nhân các dịp lễ Tết của đồng bào Khmer, huyện Châu Thành cũng đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, thuốc men, vật tư y tế cho các huyện, xã biên giới giáp biên. Sáng ngày 2 tháng 2, Đoàn Linh mục, Giáo dân Giáo xứ Phong Cốc, huyện Châu Thành và Giáo xứ Tây Ninh, thành phố Tây Ninh do Linh mục Võ Hoàng Sinh, Chánh xứ Phong Cốc và Linh mục Nguyễn Thành Thái, Chánh xứ Tây Ninh làm trưởng đoàn đến chúc Tết Công an tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn đoàn và mong muốn các tôn giáo tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2024, Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình tổ chức trao tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế cho các xã địa bàn hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình. Dịp này, Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình đã trao tặng 75 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình còn trao tặng 40 triệu đồng để hỗ trợ cho các xã Thái Bình, Đồng Khởi, Thanh Điền, An Bình, Hạo Đức và thị trấn mua bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo. Tổng số tiền trao tặng quà Tết và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các xã đợt này trị giá 70 triệu đồng, được trích từ Quỹ Phúc Mới và lợi nhuận năm 2023 của Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình. Chiều ngày 31 tháng 1, Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng do ông Trần Thanh Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã về công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến năm 2023. Thị xã Trảng Bàng hiện có 3 khu công nghiệp lớn, 53 điểm trường mầm non tư thục, thu hút khá đông công nhân, học sinh. Các dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở, cung cấp suất ăn sẵn phát triển mạnh, dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Ủy ban Nhân dân thị xã chú trọng kiểm tra thường xuyên, phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Trần Thanh Linh đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục thực hiện công tác phân cấp quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng hiệu quả đường dây nóng để người dân thông tin kịp thời về chất lượng thực phẩm. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 2, Hội sách xuân 2024 do Thư viện tỉnh tổ chức tại sân Bảo tàng tỉnh chính thức khai mạc. Tại đây có nhiều đầu sách, báo xuân, sách thiếu nhi phục vụ nhu cầu của mọi lứa tuổi người đọc. Đặc biệt, Hội sách xuân năm nay có sự tham gia của nhà xuất bản trẻ cùng với chương trình giảm giá sách từ 10 đến 50% cho bạn đọc. Hoạt động Hội sách xuân 2024 nằm trong chuỗi các hoạt động do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức nhằm mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Đây cũng là một nét mới diễn ra trước thềm Tết Nguyên đán năm nay nhằm thu hút nhiều độc giả, người dân và du khách tham quan, trải nghiệm không gian tri thức, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua các cuốn sách, ấn phẩm báo chí được trưng bày nhằm tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những thành tựu định hướng phát triển của đất nước, địa phương, qua đó góp thêm nét xuân, tạo không khí phấn khởi, kỳ vọng hướng tới năm 2024 với nhiều thành công, thắng lợi mới. Bà Đặng Thị Kim Sử, Phó Giám đốc Bảo tàng Tây Ninh cho biết thêm. Nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân năm 2024 thì Bảo tàng Tây Ninh cũng tổ chức các cái hoạt động để mà phục vụ bà con đến tham quan, cũng như là vui xuân đón Tết ở tại công viên của Bảo tàng Tây Ninh. Trước thềm năm mới thì Bảo tàng cũng như là thực hiện cái sự chỉ đạo của Sở, các cái hoạt động này cũng nhằm muốn là bà con mình đến được vui chơi, đón Tết rất là vui vẻ và được thưởng thức các cái hoạt động văn hóa. Ngoài ra, trong khuôn viên bảo tàng còn có khu vực trưng bày tiểu cảnh xuân, gian hàng vẽ thư pháp, cho chữ, vẽ nón lá, hội thi gói bánh tét với sự tham gia của các bạn đoàn viên thanh niên tạo nên không khí vui tươi trong những ngày gần Tết. Bạn Phạm Hoàng Dũng đến từ thành phố Tây Ninh vui vẻ nói. Thì hôm nay em có đến hội sách thì em cảm thấy rất là vui vì có thể mọi người có thể tiếp cận được những quyển sách mà họ có thể chưa từng đọc. Còn về phần trang trí Tết của bảo tàng thì em thấy rất là đẹp. Em chụp hình từ sáng sớm tới giờ luôn, quá nhiều hình đẹp. Hoạt động Xuân 2024 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Tây Ninh trong 2 ngày, ngày 2 tháng 2 và ngày 3 tháng 2 năm 2024. Trong buổi tối ngày 2 tháng 2 sẽ diễn ra hoạt động khai mạc liên hoan hát múa dân ca và trình diễn nghệ thuật dân gian Xuân Giáp Thìn 2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh, ngay sau đây xin chuyển sang những thông tin thời sự trong nước và thế giới, được khai thác từ nguồn thông tấn xã Việt Nam. Trước hết là phần tin trong nước. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, sáng ngày 2 tháng 2, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sáng ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, người lao động công tác ngoài Đảng bộ khối, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có phát hiện mới. Tác phẩm dự thi gửi về Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, thời gian nhận đến hết ngày 30 tháng 5 năm nay, tính theo giáo bưu điện. Không chỉ mổ cấp cứu và các ca mổ khó, các phẫu thuật nhu cầu điều trị lớn như đục thủy tinh thể, tật khúc xạ hay các bệnh lý mắt ở trẻ nhỏ đã có thể thực hiện trở lại sau thời gian gián đoạn vật tư y tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau hơn 3 tháng chờ đợi vì không có vật tư y tế để thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể, bà Tạ Thị Thắng, ngụ tỉnh Hưng Yên rất vui mừng khi được bệnh viện thông báo đã có vật tư trở lại và được nhập viện mổ ngay lập tức. Bà Thắng cho biết. Tôi rất là phấn khởi, mừng bởi vì tôi tuổi già rồi, bây giờ nhìn có con mắt. Tôi vẫn quyết tâm và tin tưởng ở bệnh viện mắt từ trước đến nay là không có đi một bệnh viện nào khác. Đấy, đã quyết tâm cho đến cùng. Một bệnh nhi khác bị chấn thương một bên mắt, thay vì phải chuyển sang các bệnh viện khác để được phẫu thuật ngay, thì đã được phẫu thuật xử lý ngay trong ngày tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Chị Trần Thị Thúy, ngụ tỉnh Nam Định, người nhà bệnh nhi cho biết. Vâng, cháu ở nhà thì đầu tiên thì là cháu đi học thì là bạn cháu ném bút vào mắt, xong rồi lên thì các bác cũng chỉ định là cháu là được mổ hôm qua nhập viện, hôm nay là cháu được mổ luôn. Tiến sĩ bác sĩ Trương Khánh Vân, trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương thông tin. Thì những cái bệnh nhân cấp cứu ở khoa chấn thương thậm chí như là có những cái giai đoạn là để chỉ không cấp cứu cho bệnh nhân cũng không có, mà chúng tôi rất là đau xót khi mà phải chuyển bệnh nhân đi những viện khác thì nó rất thiếu về trang thiết bị, về gây mê. 99% là những cái phẫu thuật, những cái trang thiết bị, những cái vật tư y tế cấp thiết và có thể mổ không chỉ là mổ cho cấp cứu đâu mà kể cả mổ phiên là đã có thể mổ và triển khai thực hiện ở Viện Mắt Trung ương. Thiếu hụt găng tay, dụng cụ, vật tư y tế là tình trạng diễn ra tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong một thời gian dài. Nguyên nhân lớn nhất gây thiếu do các nhà thầu tham gia hạn chế. Ngoài ra, công tác đấu thầu cần theo quy định. Trong khi đó, một số mặt hàng theo điều kiện đấu thầu khá đặc biệt. Ví dụ như chỉ có một nhà cung cấp, do đó vật tư về chậm. Từ tháng 9 năm 2023, bệnh viện đã tập trung khắc phục để thực hiện các gói thầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ. Một số các cái dây mổ silicon nối lại mũi, hoặc là một số các cái vật tư như là cái khí nở để dùng trong phẫu thuật. Thì những cái phẫu thuật này thì cũng rất may mắn là cái số lượng bệnh nhân có nhu cầu thì cái số lượng ít. Tuy nhiên thì cho dù là ít thì vẫn đấy là nhu cầu của người bệnh. Và chúng tôi đang tổ chức thì có thể là dưới hình thức là đấu thầu lại hoặc là tổ chức mua dưới hình thức là mua sắm trực tiếp. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Trung ương đang thực hiện khoảng 100 ca phẫu thuật, trong đó phổ biến là phẫu thuật đục thủy tinh thể, phẫu thuật dịch kính võng mạc, mổ tật khúc xạ. Dự kiến, với các máy móc được trang bị và vật tư mới về, cũng có thể dùng thoải mái trong 6 đến 8 tháng và đủ thời gian đến triển khai các gói thầu tiếp theo. Theo các hướng dẫn thực hiện của luật đấu thầu mới với các thiết bị, vật tư đặc chủng chỉ một nhà cung cấp. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã sai và bây giờ EU phải thay đổi. Đây là nhận định được Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đưa ra ngày 1 tháng 2. Theo đó, bà cho rằng EU đã sai lầm khi đưa ra các quy định phải khá khắt khe, cũng như những chính sách không thực sự công bằng đối với ngành nông nghiệp. Xuất hiện trước báo giới sau Hội nghị Thượng đỉnh EU, Thủ tướng Meloni cho biết đảng của bà đã bỏ phiếu chống lại hầu hết các vấn đề mà nông dân ở EU hiện chỉ trích. Theo bà, EU cần phải thay đổi chính sách cũng như có một cách tiếp cận khác liên quan đến chính sách giảm thiểu tác động của thảm họa khí hậu. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, quân đội Israel đang có những động thái được cho là dịch chuyển lực lượng từ phía Bắc sang phía Nam giải Gaza. Trong thông báo đưa ra ngày 1 tháng 2, quân đội nước này cho biết sẽ tập trung lực lượng tiến xa về phía Nam Gaza, trong khi các nhân chứng tại thực địa cho hay quân đội Israel đã lần đầu tiên rút khỏi các khu vực rộng lớn ở phía Bắc dải Gaza kể từ khi mở chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, quân đội nước này đang chuẩn bị tăng cường chiến dịch quân sự ở phía Nam Gaza, giáp biên giới Ai Cập. Theo ông Galan, Israel đã giành thắng lợi ở thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza sau cuộc tấn công trên bộ hồi tuần trước. Đồng nghĩa lực lượng này có thể tiến sâu đến gần Rafah ở biên giới phía nam. Hiện đang có khoảng một nửa trong tổng số 2,3 triệu dân ở Gaza đang tạm trú ở khu vực này. Liên quan mâu thuẫn chính trị tại Ba Lan, hôm 1 tháng 2, Thủ tướng nước này Donald Tusk đã tuyên bố Ba Lan sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm nếu chính phủ của ông không thể thực hiện các chức năng của mình do bất đồng với Tổng thống Andrzej Duda. Trong tuyên bố, Thủ tướng Tusk đã khẳng định nếu chính phủ do ông lãnh đạo không thể điều hành được Tổng thống Andrzej Duda can thiệp và nếu được yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, ông sẽ sẵn sàng thực hiện. Thủ tướng Tusk ám chỉ đến việc Tổng thống Duda đã sử dụng quyền lực hiến định của mình để cản trở công việc của chính phủ mới lên cầm quyền. Ngày 1 tháng 2, Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đã thống nhất giữ nguyên sản lượng dầu hiện nay. Quyết định giữ nguyên sản lượng dầu được đưa ra sau khi Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng của OPEC+ xem xét các số liệu sản lượng dầu thô trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023, cũng như ghi nhận sự tuân thủ của các nước thành viên OPEC+ đối với chính sách về sản lượng của nhóm. Dự kiến vào tháng 3 tới, OPEC+ sẽ quyết định có nên duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng một ngày hay không. Mức cắt giảm này được OPEC+ nhất trí áp dụng trong quý đầu tiên của năm nay tại cuộc họp diễn ra tháng 11 năm ngoái. Nếu không tiếp tục thực hiện, OPEC+ sẽ bắt đầu cung ứng ra thị trường 2,2 triệu thùng một ngày từ đầu tháng 4 tới. Theo số liệu vừa công bố, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 1 vừa qua là 2,8%, giảm nhẹ 0,1% so với tháng 12 năm ngoái, chủ yếu nhờ xu hướng tăng giá cả lương thực thực phẩm có phần chững lại. Cơ quan thống kê châu Âu cho biết, trong rổ hàng hóa để tính chỉ số lạm phát, chỉ số giá lương thực thực phẩm và đồ uống cùng chỉ số giá các mặt hàng năng lượng đều giảm, chỉ số lạm phát lỗi không tính giá năng lượng, lương thực thực phẩm, thuốc lá và đồ uống có cồn cũng giảm nhẹ. Bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được phép khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Bình, phát thanh viên Ngự Bình Kiều Tiên, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Xin kính chào tạm biệt.